Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thanh mặc theo. Lời Chúa Lời Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi ở những luật sĩ và biệt phái giả hình vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào vì các ngươi không vào mà kẻ muốn vào các ngươi cũng chẳng để cho vào khốn cho các ngươi ở những luật sĩ và biệt phái giả hình vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà khóa bởi thế các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn khốn cho các ngươi ở những luật sĩ và biệt phái giả hình vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo nhưng khi đã cho người đó tòng giáo các ngươi làm cho nó trở thành con cái quả ngục gấp hai lần các ngươi khốn cho các ngươi hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù vì các ngươi nói rằng Ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì Nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề Hỏi kẻ ngu ngốc và đuôi mù Chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hóa vàng cái nào trọng hơn Các ngươi còn bảo rằng ai lấy bàn thờ mà thề thì không có giá trị gì nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề Thì mắc lời thề Hỏi những kẻ đuôi mù Chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh quá của lễ Cái nào trọng hơn Vậy ai lấy bàn thờ mà thề Thì lấy cả bàn thờ Và mọi sự để trên bàn thờ mà thề Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đứng ngự trong đền thờ mà thề. Kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngay tòa Thiên Chúa và đứng ngự trên ngay tòa ấy mà thề. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô ngài khen Chúa. anh chị em thân mến trong một cuộc sống thường ngày khi đi mua sắm chắc có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã có lần rơi vào trong một tâm trạng được coi là nghi ngờ lo âu hay là sợ sệt chúng ta nghi ngờ bởi vì chúng ta không biết rằng đồ của chúng ta mua nó là đồ thật hay là đồ giả nó là đồ tốt hay là đồ xấu chúng ta lo âu bởi vì chúng ta sợ rằng mình bỏ ra một số tiền rất là lớn nhưng mà đồ của chúng ta mua lại không sử dụng được chúng ta lo sợ bởi vì đôi khi chúng ta rơi vào trong một hoàn cảnh đó là tiền mất mà tật lại mang Quả thật khi nói đến điều này Thì tôi nhớ có một lần cách đây đã lâu Một người mua một chiếc xe rim Mà không phải là xe xe ở trong thùng Đó là một chiếc xe đã được chạy rồi Anh ta khoe với tôi Thưa cha con mới vừa mua một chiếc xe mặc dù nó cũ Nhưng đó là một chiếc xe rim nhật Thế là sau một thời gian anh ta chạy một hôm khi mà anh ta chạy dướng phải một ổ gà và chiếc xe đã bị gãy cái phụ trước và anh ta đã bị tai nạn và khi đã gãy cái phụ trước rồi thì anh ta mới phát hiện chiếc xe mình không phải là xe nhật không phải là đồ nhật mà toàn là đồ trung quốc đồ của anh ba quả thật đó là một điều rất là đáng buồn nhưng mà chúng ta thử hỏi phải chăng món đồ đó trước đây tôi mua nó là đồ thật, đồ Nhật và sau một thời gian nó biến thành đồ Trung Quốc, đồ giả? Thưa không, bản chất của món đồ nó như thế nào thì nó không thể thay đổi từ thật thành giả hay từ giả thành thật được. Như vậy thì thật giả ở đây là do vấn đề gì? thưa là do lòng của con người của chúng ta con người gian dối nhau con người gạt gẫm với nhau người ta mưu đồ để mà hãm hại lẫn nhau và thử hỏi tất cả những điều này trong cuộc sống phải chăng chỉ có ở trong cuộc sống hiện tại của chúng ta thôi thưa nó không chỉ có trong cuộc sống hiện tại của chúng ta mà nó còn xảy ra vào thời Đức Giêsu và không chỉ ra trong cuộc sống xã hội mà ngay trong chính cả cuộc sống của tôn giáo nữa. Cho nên trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã đưa ra bốn lời cảnh báo khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi. Và khi đọc những lời này thì nhiều người có cảm giác như là một lời Đức Giêsu chúc giữ những người luật sĩ và biệt phái thưa không phải chúc giữ mà đức giêsu những người đã viết ra các tác giả tin mừng viết ra những điều này dựa trên một cái khung mà ngày xưa các tiên tri đã tiên báo cho những người sai lỗi cho nên bốn điều đức giêsu tiên báo ở đây điều thứ nhất đó là khốn cho các ngươi hỏi những luật sĩ và biệt phái giả hình, bởi vì các ngươi cầm chìa khóa nước trời, các ngươi không muốn vào mà những người khác muốn vào, các ngươi lại không cho vào. phải chăng đây là một tội của sự lạm quyền? nghĩa là tôi có quyền hành trong tay, tôi muốn làm gì theo ý của tôi chứ không phải là theo lời luật. tôi ghét thằng đó. Cho nên tôi không cho nó vào. Nó không phải là phe của tôi. Tôi không cho nó vào bởi vì nó không mua chuột, nó không đúc lót cho tôi, cho nên nó đừng có hồng mà được vào. Cái lời cảnh báo thứ hai Đức Giêsu đã nói: "Khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, bởi vì các ngươi đọc cho kinh kinh cho dài để mà nuốt các tài sản của các bà quá. Phải chăng đây là một thứ tội được coi như là mại thánh? Người ta nói mại thánh có nghĩa là mình dùng tiền của của mình để mình mua chuột được một cái chức gì đó. Nhưng mà ở đây người ta dùng những lời kinh để đọc cho dài vốn để lấy được của cải tài sản của người khác. Nghĩa là người ta dùng Thiên Chúa như một chiếc bình phong Để thu lợi cho chính bản thân của mình Cái cảnh báo thứ ba mà Đức Giêsu đã nói Khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình Các ngươi đi khắp nơi để tìm cho được một người tòng giáo Nhưng mà khi họ đã được rồi Thì các ngươi làm cho họ tội gấp đôi các ngươi Tôi cho rằng đây chính là tội của những con người xối nhưng mà đội lớp chiên Và trong văn học người ta nói đến những từ ngữ Mặt nhân từ mà ruột hiểm sâu Và đối với những người Phật giáo Thì người ta cũng có một câu rất là hay Miệng thì nói lời Nam Mô nhưng mà trong bụng một bồ dao găm. Cái lời cảnh báo thứ tư mà Đức Giêsu đã nói ở đây: "Khốn cho các ngươi hại những luật sĩ và biệt phái giả hình, bởi vì các ngươi đuôi mù." Và đuôi mù ở đây là những thứ mù gì? Tôi cho đó là vì không đào sâu kinh thánh, không cầu nguyện, không thực hiện những lời chúa trong cuộc sống thường ngày chính ba cái không đó mà làm cho con người ta có một cái nhìn lệch lạc không biết được đâu là điều tốt điều xấu đâu là điều chính điều phụ đâu là điều tuyệt đối đâu là điều tương đối trong đời sống của mình như vậy thưa anh chị em chúng ta thử hỏi tất cả những điều mà chúng ta vừa nghe đó phải chăng chỉ xảy ra vào thời Đức Giêsu? Thưa không. Nó không chỉ xảy ra vào thời Đức Giêsu mà nó vẫn tiếp tục xảy ra trong cuộc sống con người của chúng ta ngày hôm nay. Chính vì thế, trong những giờ phút này khi mỗi người chúng ta đứng trước những cơn dịch bệnh, tôi thích nghĩ nó như là một một tiếng chuông không phải là cảnh tỉnh người khác mà cảnh tỉnh mọi người chúng ta để mời mời gọi mọi người chúng ta thật sự hãy trở về trở về với Chúa bằng tình yêu thương chúng ta trở về với nhau bằng sự tha thứ để qua tất cả những tâm tình đó mà mỗi ngày chúng ta sẽ làm cho mình được trở nên giống Chúa hơn. Amen.